Cờ ho anh em rất là hay. Và xin được cảm ơn một chút không khí núi rừng mà các bạn Chùa Linh Quang 2 đã đem lại tại một tỉnh đồng bằng của chúng ta đêm hôm nay. Và bây giờ là điểm của ban giám khảo, mời Đại Đức Lệ Minh. 18. Mời ca sĩ Minh Tuấn. 18. Mời ca sĩ Anh Thơ. 18. Và ca sĩ Hữu Thọ. 18. Vâng, cảm ơn. Và sau đây sẽ là những giây phút lắng động với những trang nhật ký mà mẹ viết cho con từ khi con chỉ mới tượng hình. Và đó cũng chính là hoạt cảnh nhật ký của mẹ qua sự biểu diễn của tu viện chùa Linh Thứu, huyện Củ Chi, trại thập phương chuẩn bị. Show.
mỏi cái chân. Cái khúc vừa rồi có hay không ạ? Vâng, đó là những giây phút thật lắng động. Cảm ơn vì con đã đến bên mẹ. Và bây giờ chúng ta hãy hướng về phía ban giám khảo. Xin mời Đại Đức Lệ Minh. 18. Mời ca sĩ Minh Tuấn. 18. Mời ca sĩ Anh Thơ. 18. Và ca sĩ Hữu Thọ. 17. Vâng, xin cảm ơn. Và liên tục chương trình thi giờ phút này xin được giới thiệu tốt ca liên khúc ca mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc và mừng Phật Thành Đạo của trại Thập Phương chùa Liên Trúc chuẩn bị.